Tiếp theo đây là một bản tin phóng sự. Thưa quý vị, là một trường Việt ngữ có tên tuổi tại miền Nam California, vào chiều Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua, Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng tại thành phố Garo đã tổ chức buổi lễ bế giảng thật có ý nghĩa với sự hiện diện của các vị dân cử, các vị đại diện Trung tâm Việt ngữ, các quan khách và các vị phụ huynh học sinh. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi bài phóng sự do phóng viên Phan Đại Nam gửi về sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày Chủ nhật 21 tháng 5 2017, cùng với nhiều trường Việt ngữ tại miền Nam Cali tổ chức buổi lễ bế giảng năm học, chúng tôi đã đến với buổi bế giảng của Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng thuộc trường Peter Elementary thuộc thành phố Garden Grove. Và trong niềm vui của ngày lễ bế giảng, thầy Mai Hiếu Trực, một thành viên của ban tổ chức đã cho chúng tôi được biết. Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng là coi như đơn vị đứng phía trên. Và ở dưới Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng là còn có Trung tâm Việt ngữ, Trung tâm Võ thuật. À, sau này có thể có trung tâm văn nghệ nữa, vũ thuật. Thật ra là đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn. Thì Trung tâm Việt ngữ Văn hóa Hồng Bàng là có mục đích là làm sao để dạy dỗ cho các con em người Việt ở đây biết nói được tiếng Việt và hiểu được là cái sự quan trọng của tiếng Việt nó như thế nào, và đồng thời cũng dạy luôn cho những cái văn hóa, tập quán, phong tục của Việt Nam mình. Buổi lễ được bắt đầu sau nghi thức chào cờ khai mạc. Và thầy Lê Tấn Đạt, người đầu chương trình, đã giới thiệu phần ngỏ lời chào mừng của thầy Nguyễn Tấn Thịnh, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng. Năm tới, trường Hồng Bàng sẽ tổ chức năm thứ 25, là một phần tư thế kỷ. Tôi nghĩ là các thầy cô và các anh chị em đóng góp cho Hồng Bàng đã đi một con đường khá dài, một phần tư thế kỷ cũng là con đường khá dài. Mà đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những sự trợ giúp của các thầy cô và các trung tâm khác. Chúng tôi nghĩ đó là một sức mạnh mà giúp cho chúng ta tiếp tục làm công việc bảo tồn văn hóa và đặc biệt là chữ Việt. Và thầy có lời nhắn nhủ các em ra trường lớp 7 Việt ngữ. Đừng bao giờ các con quên là các con là người Việt Nam. Làm cái gì cũng vậy, đi đâu cũng vậy, tốt nghiệp trường nào cũng vậy. Đừng bao giờ quên các con là người Việt Nam. Đừng bao giờ quên hơn thầy cô. Đừng bao giờ quên ơn bố mẹ, đừng bao giờ quên ơn đất nước, đừng bao giờ quên ơn dân tộc. Và trong phần giới thiệu về Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng, cô Bùi Phong Thu, Trung tâm trưởng đã phát biểu. Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng có hơn 80 thầy cô thiện nguyện sinh hoạt trong các ban quản trị, ban điều hành, ban giảng huấn và ban xã hội. Song song với Trung tâm Việt ngữ, trường còn có một ban phụ huynh gồm 20 thành viên. Niên khóa 2016 và 2017, trường có khoảng 600 học sinh từ lớp 1 đến lớp 7. Ngoài ra, trường có một lớp đặc biệt là lớp 8 dạy cho các em luyện thi để lấy bằng song ngữ của học Sau phần phát biểu và trao bằng tưởng lục của các vị dân cử và đại diện dân cử là phần ngỏ lời của học sinh Phi Ngọc Quỳnh Như, thủ khoa lớp 7, đại diện cho các em học sinh. Trước tiên, con muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ và những thầy cô ở trường Hồng Bàng. Nếu không có sự giúp đỡ và dạy dỗ của ba mẹ và các thầy cô thì chắc rằng con sẽ không có đủ khả năng để chia sẻ với quý vị bằng tiếng Việt ngày hôm nay. Ba mẹ đã tặng cho con món quà cuộc sống, đã dạy cho con lớn khôn và nên người. Bên cạnh đó, nếu không có các thầy cô kính yêu của trường Hồng Bàng thì ai sẽ dạy cho chúng em biết đọc, biết viết và biết rõ hơn về nguồn của mình. Vì vậy, em xin thay mặt các bạn học sinh cảm ơn các thầy cô với niềm đam mê đã dạy học cho chúng em, để dạy cho chúng em trở thành những người Mỹ gốc Việt biết cả hai ngôn ngữ. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ bế giảng của Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng, sau đó còn có phát biểu của em Hồ Phương Quỳnh, tổng thư ký của Tổng hội sinh viên Việt Nam miền Nam Cali, một cựu học sinh trường Hồng Bàng, và những phát biểu của quan khách tham dự, cũng như phần làm lễ ra trường cho các em lớp 7, phần vinh danh những thầy cô xuất sắc và phần phát thưởng và bằng khen cho các em học sinh các lớp đã có những thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Và buổi lễ đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày sau lời cảm ơn của thầy đại diện ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.